Chào các em nha. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau chúng ta đi thực hành phần bài tập của cái bài 10 tương tác gen và tác động đa hiệu của gen. Thì phần lý thuyết á là cô dạy ở trong cái bài lý thuyết rồi nha, cho nên các bạn coi lại cái video lý thuyết. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành từ cái bảng này đây. Đây. Thì bây giờ cô cùng làm chậm chậm cái cách để mà mình tìm ra được cái tỷ lệ kiểu hình. Để mình điền vô cái bảng này nha. Thì chúng ta cùng nhau chúng ta thực hiện cái phép like đầu tiên này. A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ like với A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ. Giờ nếu chúng ta làm thì chúng ta cứ nhận nha, chúng ta làm ha. A lớn A nhỏ like với A lớn A nhỏ á, chúng ta sẽ được kết quả là một A lớn A lớn, hai A lớn A nhỏ, một A nhỏ A nhỏ, B lớn B nhỏ, lai với B lớn B nhỏ. Chúng ta sẽ được một B lớn B lớn, hai B lớn B nhỏ, một B nhỏ B nhỏ. Nhưng mà các bạn để ý nha, ở trong tương tác gen á, thì A lớn hay là A lớn A nhỏ thì nó cũng là chung một cái kiểu hình. À, cho nên cô gom lại, thay vì cô ghi dài là A, một A lớn, hai A lớn A nhỏ, thì bây giờ cô ghi gom lại. Cô ghi là 3 A lớn gạch, 1 A nhỏ. Và tương tự như vậy, cô gom lại là 3B lớn gạch, 1 B nhỏ B nhỏ. Sau đó cô nhân vào ha. 3 A lớn gạch nhân với 3B lớn gạch, thì 3 nhân 3 là 9. A lớn gạch, B lớn gạch. Sau đó cô nhân tiếp. 3 A lớn gạch nhân với 1 B nhỏ B nhỏ. Cô được là 3 A lớn gạch, B nhỏ B nhỏ. Chúng ta lại tiếp tục nhân. 1 A nhỏ nhân với 3B lớn gạch thì đã được 3A nhỏ B lớn gạch. Và cuối cùng 1 A nhỏ đi với 1 B nhỏ B nhỏ, ta được là 1 A nhỏ B nhỏ B nhỏ. Đấy, thì cái kết quả này các bạn học thuộc cho cô nha. Ừ. Cái kết quả này A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ lai với A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ bằng 9 A lớn gạch B lớn gạch, 3A nhỏ 3A lớn gạch B nhỏ B nhỏ, 3A nhỏ A nhỏ B lớn gạch, 1 A nhỏ B nhỏ B nhỏ. Học thuộc cho cô nha. Sau này phép la này cứ là kết quả này thôi. À, bây giờ cô xuống dòng nha. Rồi, cô xóa cái trung gian này đi nha. Rồi, bây giờ chúng ta mới bắt đầu chúng ta add vào những cái kiểu tương tác. Thì cái loại tương tác mà 9331 á, nhìn đây. Cái loại tương tác 9331 này các bạn nhìn nè. Bỏ xuống nha. Khi mà tương tác mà loại 9331 á thì A lớn gạch B lớn gạch nó ra một kiểu hình riêng. À, vậy 9 cái này nè là một kiểu hình riêng, cô tô màu vàng màu vàng này. Rồi A lớn gạch B nhỏ nó ra một kiểu hình riêng. Thế thì A lớn gạch B nhỏ này nó ra một kiểu hình màu khác, một cái kiểu hình khác, cô tô màu xanh này nha. A nhỏ B lớn gạch nó ra một kiểu hình riêng nữa. Đó. Vậy A nhỏ B lớn gạch ra một kiểu hình riêng. Và cuối cùng A nhỏ B nhỏ B nhỏ nó lại ra một kiểu hình riêng nữa. Vậy có phải với kiểu tương tác 9331 thì phép like A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ like với A nhỏ B lớn B nhỏ sẽ cho mình tỷ lệ kiểu hình là 9 cái gì đó, rồi 3 cái gì đó, 3 cái gì đó và 1 cái gì đó nữa ha. Đó. Chúng ta chuyển qua cái loại tương tác 961. Thì trong cái loại tương tác 961 á thì hai cái kiểu gen giữa này là chung một kiểu hình nè. Giờ hai này giống nhau. Vậy dẫn đến là hai cái giữa này giống nhau nha. Hai cái giữa này giờ chung một kiểu hình, vậy ta có 961. Ta điền 961. Trong kiểu tương tác 97 thì ba cái kiểu hình, ba cái kiểu gen sau này nó giống nhau nè. Vậy thì cả ba đứa sau này lại giống nhau luôn. À, vậy em có tỷ lệ kiểu hình là 97. Đi cho cô 97. Trong cái kiểu hình 1231 thì hai cái này là khác nhau nha. Đó. Và ta có hai cái đứa cuối này là giống nhau. Vậy thì bây giờ cô tắt cái này riêng ra nó, bởi vì nó khác mà. À, vậy em sẽ có 934 ha. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cô. Cô nhầm kiểu 1231 một chút xíu em nhé.
Kiểu 12 31 là cái kiểu mà hai cái này bằng nhau. Này khác, này khác. Rất xin lỗi tụi em một tẹo nha, cô bị nhầm một tí thôi. Nè, hai cái kiểu gen trên đầu này là cùng một kiểu hình, như vậy hai đứa này cùng một kiểu hình mà. Đấy. Xong rồi e nhỏ b lớn cạnh là kiểu hình khác, và e nhỏ b nhỏ lại ra một kiểu hình khác. Đấy. Vậy kết quả là 12 nè, 3 là 1 nè. 12 3 1. Tới cái loại 13 3 ha. 13 3 là cái loại mà cái thằng e nhỏ ấy, nó giống với cái nhóm trên này luôn này. Đây. À, ba cái đứa này giống nhau, chỉ có mỗi cái thằng e nhỏ b lớn gạch này nó khác nhau thôi. Vậy cái thằng e nhỏ b nhỏ này á, nó ra cái kiểu hình giống với cái trên này luôn. Vậy là chúng ta có 13 3. Còn cái kiểu 9 4 3 là cái kiểu mà bốn ba là kiểu mà cái đứa đầu tiên này có một kiểu hình khác mà. Xong rồi cái e lớn gạch b nhỏ là một kiểu hình khác, và e nhỏ b lớn gạch có chung kiểu hình với e nhỏ b nhỏ b nhỏ. À, vậy cô để lại nha, đây là khác kiểu hình khác này, hai đứa này là chung một kiểu hình này đó. Vậy ta sẽ được là 9 3 4 ha, 9 3 4. Bây giờ cô làm tiếp một cái loại, một cái phép line nữa. Một cái phép line nữa là e lớn e nhỏ b lớn b nhỏ la với e nhỏ b nhỏ b nhỏ. À, thì bây giờ cô cũng thực hiện kỹ thuật y như hồi nãy. À, nhưng mà thôi cô cứ đi, cô thực hiện nhép cho các bạn đi nha. E lớn e nhỏ la e nhỏ có phải chúng ta sẽ được một e lớn e nhỏ, một e nhỏ xong rồi b lớn b nhỏ la b nhỏ ta sẽ được một b lớn b nhỏ, một b nhỏ bằng là một e nhỏ b nhỏ, một e lớn e nhỏ, một e nhỏ b nhỏ, và một e nhỏ b nhỏ như thế này. Đó. Và đây là kết quả ha. À, vậy bây giờ cô xóa cái kết quả đi, cái này kết quả nó hồi nãy. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái kết quả này nè. À, phép line này ra kết quả này. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đi xét bốn cái loại. Chúng ta xét 6 cái loại tương tác như sau. Cô lấy lại 9331 xuống trước nha. Cái loại là 9331 thì bốn cái kiểu gen nó ra bốn cái kiểu hình khác nhau. Vậy ở đây em sẽ có cái kiểu gen đầu tiên là kiểu hình khác này. Kiểu gen thứ hai là kiểu hình khác. Kiểu gen thứ ba ra kiểu hình khác. Và kiểu gen cuối ra kiểu hình khác nha. Vậy em có 1, 1, 1, 1. Thầy cô ghi 1, 1, 1, 1 sẵn rồi. Đó. Vậy khi là kiểu 961, kiểu 961 thì hai cái kiểu gen giữa này nó như nhau. Vậy dẫn đến là hai cái giữa này nó có chung kiểu hình. Đó. Vậy em có 1, 2, 1 ha. Đi 1, 2, 1. Và vân vân. Chúng ta cứ làm tương tự như vậy các bạn nha. Chúng ta làm tương tự. Thì cô để cho các bạn tự làm. Đây là kết quả. À, tiếp tục nha. Ở đây chúng ta sẽ có hai phép line rời nhé. A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ line với A lớn A nhỏ B nhỏ B nhỏ, hoặc A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ line với A nhỏ B lớn B nhỏ. À, thì tại vì ở kiểu tương tác 9331 thì hai phép line này đều ra chung cái tỷ lệ là 3311. Cho nên cô ghi một lần là 3311. À, ở cái kiểu tương tác 961 thì cả hai phép line đều ra 341 nên cô ghi một lần. Và tương tự là 35. Nhưng mà ở cái kiểu S chế 1231 thì với cái phép line đầu tiên A lớn A nhỏ B nhỏ line với A lớn A nhỏ B nhỏ ấy, nó sẽ ra là 6 1 1. Nhưng ở phép line tiếp theo
A lớn E nhỏ, B lớn B nhỏ, lai với E nhỏ, B lớn B nhỏ sẽ ra 4, 3, 1. Và tương tự cô điền kết quả nhé. Thì các bạn hả, lưu lại cái bảng này là nó sẽ giúp ích cho những cái bài tập khó. Như vậy là cô hướng dẫn các bạn làm cái bảng này xong nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp làm việc tiếp theo. Chúng ta đi, chúng ta giải tất cả các bài tập. Đầu tiên chúng ta giải các ví dụ. Ví dụ đầu tiên ha. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai gen không allele nằm trên hai nhiễm sắc thể quy định. Khi trong kiểu gen mà có cả hai loại allele trộn thì hoa màu đỏ. Chúng ta phải biết, chúng ta phiên đề ra ha. Khi có cả hai loại allele trộn nè, vừa có A lớn vừa có B lớn thì sẽ ra hoa đỏ. Khi trong kiểu gen chỉ có một loại allele trộn thì ra màu hồng. Một loại allele trộn là A lớn gạt B nhỏ và E nhỏ B lớn gạt. Thì hai cái này đều là hoa màu hồng. Và cuối cùng không có loại allele trộn nào thì hoa màu vàng. Vậy E nhỏ B nhỏ là hoa màu vàng. Tiếp tục. Câu A nói hãy liệt kê các kiểu gen cho hoa màu đỏ. Vậy A lớn gạt B lớn gạt hoa màu đỏ thì các kiểu gen cho hai màu đỏ sẽ bao gồm, hoặc là đồng hợp như thế này, hoặc là dị hợp ở A, hoặc là dị hợp ở B, hoặc là dị hợp cả hai nhé. Tiếp tục câu B nói hãy liệt kê các kiểu gen cho hai màu hồng. Nhưng hai màu hồng là ở kiểu gen thứ nhất ta có hai kiểu gen, hoặc là đồng hợp, hoặc là dị hợp. Ở kiểu gen thứ hai cũng vậy, ta có hai kiểu gen, hoặc là đồng hợp, hoặc là dị hợp. Ở câu C, hãy liệt kê các kiểu gen cho hoa màu vàng. Thì hoa màu vàng chỉ có một kiểu gen duy nhất thôi. Câu D, hãy liệt kê các kiểu gen hoa màu đỏ mà phải thuần chủng. Thì hoa màu đỏ có 4 kiểu gen này, nhưng mà thuần chủng thì nhất định phải là A lớn, B lớn, B lớn. À, câu E, hãy liệt kê các kiểu gen thuần chủng. Thì đỏ thuần chủng nè. Rồi hồng thuần chủng, hồng thuần chủng là có hai kiểu ha. Và cuối cùng là trắng thì đương nhiên là thuần chủng. Và câu F, hãy liệt kê các kiểu gen dị hợp. Dị hợp hai cặp nè. Dị hợp một cặp nè. Rồi hết. Đó. Chúng ta chuyển qua ví dụ số 2. Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai gen không allele cùng quy định. Trong đó A lớn tạo ra màu tím, B lớn tạo ra màu vàng. Chúng ta cùng ghi ha. Khi có mặt cả hai gen trộn, A lớn gạt B lớn gạt thì hoa màu đỏ. Khi có A lớn tạo màu tím mà, vậy A lớn gạt B nhỏ sẽ là hoa màu tím. Rồi B lớn tạo màu vàng, cho nên A nhỏ B lớn gạt sẽ là hoa màu vàng. Và khi không có A lên chỗ nào thì hoa màu trắng, nghĩa là A nhỏ B nhỏ sẽ tạo ra hoa màu trắng. Đây giờ đề nói nhá, cho các cây dị hợp tử hai cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Đã là dị hợp tử hai cặp gen thì chắc chắn phải là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Và chúng ta tiếp tục, chúng ta cho like như vậy. Thì có phải nè, cô đã nói với các bạn là các bạn phải học thuộc cái kết quả của cái phép like này rồi không nè? Nhưng mà mình thuộc tới đây thôi á, thì mình chưa thể nào mà mình trả lời được cái câu ví dụ hai này đâu. Các bạn phải thuộc sâu hơn nữa thì các bạn mới trả lời cái câu hỏi này được nha. Thì các bạn phải thuộc cho cô này. 9 cái A lớn gạt B lớn gạt á, thực tế này nó gồm 4 đứa dị hợp hai cặp.
Rồi hai đứa e lớn e nhỏ, b lớn b lớn. Hai đứa e lớn b lớn b nhỏ. Và một đứa là đồng hợp. Đấy, cô tô màu lên nha. Chín cái đứa này á, thì thực tế là nó gồm nhiêu đây nè. Rồi. Bây giờ tới ba cái đứa này ha. Ba cái đứa e lớn gặp b nhỏ. B nhỏ này á, thì thực tế là nó gồm hai đứa này dị hợp. Và một đứa là đồng hợp. Cô tô màu lên nha. Tiếp tục chúng ta tới nè, ba cái e nhỏ b lớn gặp thì nó cũng vậy, nó gồm hai đứa này dị hợp và một đứa là đồng hợp. Cô cũng tô màu nó lên. Và đương nhiên còn đứa cuối cùng thì nó chỉ còn mình nó thôi, còn gì nữa đâu, còn mình nó thôi mà. À, vậy khỏi tô màu ha. À, vậy bây giờ chúng ta cùng coi thử các phát biểu nào về F1 sau đây đúng. Phát biểu đầu tiên nó là F1 có 4 kiểu hình. Thì đúng 4 kiểu hình chưa? À, đổi màu đi ha. E lớn gạt B lớn gạt là hai màu đỏ mà, thì đổi màu màu đỏ. Đấy, cái này màu đỏ ha. Rồi, E lớn gạt B nhỏ bằng hai màu tím. Rồi, khi mà có B lớn thì hoa màu vàng. Đây màu vàng ha. À, còn khi mà không có e len trộn nào, e nhỏ thì hoa màu trắng. Vậy F1 có 4 kiểu hình nè, màu đỏ nè, màu tím, màu vàng, màu trắng là 4 kiểu hình. Vậy 4 kiểu hình là đúng. Có bao nhiêu kiểu gen chúng ta đếm nhé. Có phải cái phần màu đỏ này nó có 4 kiểu gen chưa nè? 1 nè, 2, 3, 4. Cái phần màu tím nó có 2 kiểu gen. Cái phần màu vàng có 2 kiểu gen và cái phần không tô này 1 kiểu gen. Vậy tất cả ta có 9 loại kiểu gen. Thấy phát biểu màu xanh. Phát biểu 2. Các cây hoa đỏ F1 có 4 kiểu gen, thấy đúng chưa? 1 2 3 4, chỗ này đúng nè. Trong đó có một kiểu gen đồng hợp, đúng rồi, chỉ có mỗi cái thằng A lớn B lớn B lớn này là đồng hợp thôi. Phát biểu này đúng. Phát biểu 3. Các cây hoa vàng F1 có số kiểu gen bằng số kiểu gen của các cây hoa tím F1. À, các bạn thấy cây hoa vàng có 2 kiểu gen và cây hoa tím cũng có 2 kiểu gen. Vậy nên số kiểu gen bằng nhau. Phát biểu 3 đúng. Phát biểu 4. Cho các cây hoa đỏ F1 lai với các cây hoa trắng F1, thu được F2 có cây hoa trắng chiếm 17 phần 265. À, vậy bây giờ mình cứ làm theo đề thôi. Lấy các cây đỏ F1, cô lấy các cây đỏ F1 nha. Lấy hết luôn. Đấy. Cho gieo phấn với các cây trắng F1 thì trắng F1 có một kiểu này thôi à. Cho nó vào là gieo phấn à. À, cái đề nói rằng á, là thu được F2 có cây hoa trắng, mà cây hoa trắng thì nhất định phải là e nhỏ b nhỏ bằng. À, để thu được e nhỏ b nhỏ thì phải giao gieo tử e nhỏ b nhỏ gặp gieo tử e nhỏ b nhỏ. Bây giờ cô đi tính e nhỏ b nhỏ của cái cây màu đỏ. À, thì cây màu đỏ có tất cả 4 kiểu gen với xác suất khác nhau. Kiểu gen thứ nhất e nhỏ b nhỏ với xác suất là 4 phần 9. Cái số 9 ở đâu ra ha? Cô cộng hết các hệ số nè, 4 cộng 2 cộng 2 cộng 1 là cô được số 9. Vậy kiểu gen e nhỏ b nhỏ này được 4 phần 9. Đó. Kiểu gen e nhỏ b nhỏ sẽ cho mình 1 phần 4 là gieo tử e nhỏ b nhỏ. Tiếp tục, kiểu gen tiếp theo e lớn không cho gieo tử e nhỏ b nhỏ, bỏ qua. Kiểu gen e lớn b nhỏ cũng không cho gieo tử e nhỏ b nhỏ. Và kiểu gen cuối cùng e lớn b lớn không cho gieo tử e nhỏ b nhỏ. À, vậy thì 4 phần 9 nhân 1 phần 4 chính là tỷ lệ gieo tử e nhỏ b nhỏ của các cây hoa đỏ. Bây giờ cô lấy tiếp tỷ lệ e nhỏ b nhỏ của cây hoa trắng. À, cây hoa trắng có kiểu gen e nhỏ b nhỏ b nhỏ cho nên cho 100% là gieo tử e nhỏ b nhỏ. Rồi. Vậy cô nhân tỷ lệ gieo tử e nhỏ b nhỏ của các cây hoa đỏ với tỷ lệ gieo tử e nhỏ b nhỏ của cây hoa trắng thì cô được tỷ lệ cây hoa trắng ở F2.
nhân vào nha, 4 phần 9 nhân 1 phần 4 vậy bằng 1 phần 9. 1 phần 9 chứ không phải 17 phần 256. Cho nên phép biểu cuối là phép biểu xa. Đã được chưa nào? Chúng ta giải tiếp cái ví dụ số 3 nha. Ở ngô tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen không allele phân ly độc lập tác động theo kiểu cộng gộp. Đấy, kiểu cộng gộp là cái kiểu mà cứ mỗi một allele trội sẽ làm cây cao lên một tí ha. Nhưng mà xin lỗi, cái kiểu tác động cộng gộp là cái kiểu mà trong kiểu gen cứ mỗi một allele trội thì sẽ làm cho tính trạng biểu hiện tăng hoặc giảm đi một tí. Thì trong cái đề này là mỗi allele trội sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Đó. Vậy cái cây cao nhất trong đề này chính là cái cây A nhỏ. Cái cây mà toàn gen lặn thôi thì sẽ là cây cao nhất. Vậy câu A hỏi chiều cao của cây thấp nhất là bao nhiêu? Bây giờ cô sẽ lấy cái cây cao nhất là cây 210 cm. Cô trừ đi nhá. Thì có phải cứ mỗi allele trội sẽ làm cây thấp đi 20 cm không? Mà ta có 3 cặp gen, vậy tối đa ta sẽ có 6 allele trội, 6 allele trội. Mỗi allele trội làm cây thấp đi 20 cm. À, vậy cô lấy 210, cô trừ đi 6 nhân 20. Vậy bằng, để cô đi bấm máy, 90 cm nhé. Cây thấp nhất sẽ có chiều cao là 90 cm. Câu B hỏi cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được F1 thì F1 cao bao nhiêu? Bây giờ cô đi lấy cây cao nhất. Cây cao nhất là cây toàn allele lặn như thế này được chưa? Đúng ra phải để số 1 xuống à, mà để số 1 xuống hơi lâu cho nên thôi em nhìn lại đi ha. Lai với cây thấp nhất là cây toàn allele trội nè. Thì F1 sẽ dị hợp tử ba cặp như thế này. À, vậy F1 sẽ cao. Em lấy cái cây cao nhất đây này, em trừ đi 3 allele lặn. Xin lỗi, 3 allele trội, mỗi allele trội làm cây thấp đi 20 cm. Vậy chúng ta lấy 210 chúng ta trừ đi 60 thì chúng ta được F1 sẽ cao 150 cm. Câu C ha. Cho F1 gieo phối ngẫu nhiên được F2. Bây giờ cô thực hiện phép lai F1 gieo phối ngẫu nhiên. Đấy, đây là F1 này, gieo phối với F1. Tính tỷ lệ cây cao 190 cm ở F2. Đầu tiên chúng ta phải xác định coi cái cây cao 190 cm là cây có mấy allele trội. Thì chúng ta thấy là cây cao nhất á, là cây 210 cm. Mà bây giờ cái cây của mình, đối tượng của mình á, là 190 cm, nghĩa là nó đã bị giảm đi 20 cm rồi. Nó bị giảm đi 20 cm là trong kiểu gen có một allele trội. Như vậy thì mình tính tỷ lệ cây cao 190 cm cũng chính là mình đi tính cái tỷ lệ cái cây mà nó có một allele trội. À, vậy chúng ta dùng công thức mà tính tỷ lệ kiểu gen mang A allele trội từ một phép lai. À, đây cô add lại công thức. Trong đó N là tổng số cặp dị hợp của cha và mẹ. A này là số allele trội để hỏi. Và B là tổng số cặp đồng hợp ở cả bố lẫn mẹ. À, vậy A của mình sẽ là 1, B là 0. Em thấy cái phép lai này không hề có cặp đồng hợp nào ha. Không có cặp đồng hợp trội nào. Và N là 6. Ha. Bên trái của mình có 3 cặp dị hợp. Bên phải có 3 cặp dị hợp. Vậy tổng số cặp dị hợp của cả cha lẫn mẹ là 6. À, về cô đi thực hiện phép lại phép tính thì cô được 3 phần 32.